Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop arc tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi và đặt mua arc BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Tiếng bỉ này chúng ta thì còn thiếu hai vị trí nữa thôi anh em ạ. Thay Rudiger bằng Toby Alderweireld với lại Jesse James. Yo, Toby. Ui dồi ôi. Nhức xương nhức thịt quá mẹ cái bộ môn đập thẻ này. Ôi, lên đi các ông ơi. Anh em đang xem stream thì ủng hộ mình một like với nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đố cụ. Ôi dồi ôi. Đấy là lý do mà mẹ tôi tôi đéo muốn đập thẻ thế nào cả. Tham lam. Kiểu này tới sáng mai chắc hâm mà thì mẹ nhất định phải có một con lên được năm. Ít nhất là con Toby này mày phải lên. Toby. Ok, chúng ta lại có kèo Toby lần thứ hai. Thấy nó gật đầu ấy. Lê. Cuối cùng lên các ông ơi. Ok, đây là chiến thuật đơn. Uoku mình để xé nách chạy chỗ. Còn Kevin thì mình để quả PS1 với SC1. Hai con này thì mình luôn để DS1. Đấy, các ông tham khảo nhá. Đây là chiến thuật đội. Đấy rồi, Merten. Ui, Lukaku. Sao quả đấy bị mất trỏ nha anh em nhỉ? Mourinho đá yên tâm hơn này. Mourinho thì không nhanh nhưng mà cũng rất là khỏe. Đá như Gullit ở giữa sân vậy. Nói chung team bỉ này được cái là thể chất nó đồng đều. Khỏe đồng đều luôn đấy. Ui không được. Đánh quả này xem nào. Lukaku. Ui dồi ôi. Tốt nha Toby. Đấy chưa, Lukaku chân phải các ông nhá. Đấy rồi, hạ ra. Ui rồi. Nè Kevin sút đi sút kìa. Đấy rồi Lukaku. Hay quá nhờ pha xử lý của Lukaku. Ui rồi. Có penalty ngay. Các ông thấy chưa? Trận này mẹ Lukaku hat-trick này. Hat-trick đi này, một bàn nhá. Ui, tốt nha. Nhưng mà rất tiếc Whistle tốt hơn. Ui, mẹ ông này đúng có vấn đề về chuyền.
Thề luôn, tôi đá mấy trận là tôi cảm giác là ông Whistle này chuyền không tốt, mà đấm nhau rất là ok nhá. Mấy mấy quả mình cần đảm bảo cái tình huống mà chuyền bóng khó ấy thì ông Whistle này ông hay chuyền lỗi. Trời, rất khéo. Lukaku không được, thôi hiền thế nhỉ. Sao quả đấy lại hiền thế, mẹ bóng đặt mẹ vào đầu rồi. Chuyên có buồn cười vậy. Đây rồi Lukaku. Ơ kìa kìa kìa. Lukaku đang ngáo quá cả đấy. Lukaku không được. Ui mẹ đề kìa. Skill mẹ bóng đi người ở lại à. Tốt nha. Tốt nha, Merten. Giờ thích CR7 Tô Ti 20 quá có nên mua không? Không. Mua LH. Ui, bắt chân kìa. Phải đái nhỉ. Có tiền thì quất Torres. Lukaku hay quá nhờ. Chưa gì bạn đã xỉa rồi. Ui dồi ôi, mẹ có chưa đến hai vạch mà sút lên rời được, bách cái đái luôn. Đê mở ten này, cóng đít lên chạy không ạ? Ba suy không được. Là cánh chọn húc hay là Sala sướng hơn em ơi. Hay quá nhờ Kevin. Kevin níu kéo được một trận hòa này. Mở ten chạy hay đấy chứ. Xin nhá, Lukaku luôn. Hàng top thì vẫn cứ là hàng top. Hơi khó rồi. À, vẫn được, ui. Ăn ôi, ui dồi ôi. Hazard thì bán độ. Ui dồi ôi, lại cũng Lukaku bán độ nốt. Mở ten. Ui. Cứ ba nhịp mới đỡ được thì có mà khổ thân tôi không? Thì 4-1 thì khó lên bóng. Ui. Được quá nhờ. Chơi Lukaku nhiều là Lukaku dỗi đấy. Lukaku chê phát nữa này, hai nháy này.